Để tôi xóa cái register này đi. Đây. Rồi, chúng ta khóa này. Đầu tiên website của chúng ta tôi đã trả là nó trở về như cái máng lợn ban đầu, chưa có gì, đúng không? Bây giờ chúng ta phải tạo ra một cái form và tạo và làm validate cho nó cũng như thu thập data của nó. Bây giờ trước khi xếp xuống cơ sở dữ liệu. Thì bây giờ mình với Laravel thì mình làm như nào? Thì đầu tiên mình cứ phải làm ra được cái giao diện đã. Thì ví dụ như ở đây tôi để tạo ra một cái route mới, route 2.2. Get đường dẫn là register là đăng ký đó. Thì tôi để ra đây là route view. Route view thì ngoài này chúng ta sẽ trả về cái register. Register view luôn. Và chúng ta sẽ có một cái route 2.2.post là nhận đúng không? Tôi để register luôn. Function. DD là done. Được chưa? DD done luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ có xử lý sẽ như nào? Thì tạo ra cái file view trước đã. Chúng ta vào resort vào view tạo ra một cái file mới tên là register.blade.php. Trong này tôi code HTML. Và chúng ta sẽ có một cái form ở đây, form action rỗng, method là method dạng get, dạng post. Method dạng post. Ở trong này chúng ta sẽ có các cái thẻ như sau, ví dụ như kiểu là username 2 chấm một thẻ input time text name bằng username và thẻ br. Tiếp theo là thẻ email type bằng text cũng được, name bằng email. Thẻ tiếp theo là thẻ password input type bằng password, name cũng bằng password luôn. Và thẻ confirm password. Name là cf password. Và chúng ta sẽ có một cái button type bằng submit save. Như này. Được chưa? Nhớ theo dõi và hiểu đã rồi về nhà làm sao? Bây giờ chưa cần phải làm đâu, làm bây giờ theo cũng không kịp. Được chưa nhỉ? Chúng ta test một cái đã. Ở đây chúng ta sẽ ở cái giao diện này thì chúng ta sẽ tiến hành là mở cái web ra và vào cái localhost sược register. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta điền dữ liệu và submit để lấy ra data thì chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Illuminate request đúng không? Đây. Để lấy ra dữ liệu thì chúng ta sẽ có cái phần này. Use illuminate. Ủa. Illuminate HTTP request. Và ở đây chúng ta sẽ có cái biến là tham số là request vào và nhận biến là RQ. Chúng ta DD ra cái RQ trỏ đến on $RQ trỏ đến on. Như này. Để hiển thị ra toàn bộ thông tin của cái request. Để hiển thị ra toàn bộ thông tin của cái form kia. Xếp xuống, chạy. Ví dụ đây là username là thiện.th, email là thiện.th32a@gmail.com, pass là 123456, confirm là 123456. Gửi lên. Ôi giời ơi. Method not allowed. Sao thế nhỉ?
À, tôi viết sai chính tả. À, cái này lại xảy ra là do chúng ta thiếu cái CSRF. Thôi nào, trật tự nào. Đứa nào không học thì có thể đi dặn ra ngoài nhá. CSRF Fill Hùng, đi ra ngoài. Nhanh. Cần chưa? Tôi nói thật đấy, đi ra ngoài. Cầm laptop đi ra ngoài. Nhanh. Doãn nữa. Hai thằng, nhanh lên. Không thì thôi, không dạy dỗ gì nữa. Và các buổi sau cũng thế. Tôi nói 1 là 1, 2 là 2. Hùng. Doãn. Sao? Đi ra ngoài. Nhanh. Tôi không nói đùa đâu. Tôi không quan tâm. Nhanh. Thái mở cửa cho nó. Tiếp tục. Chúng ta thêm cái phần CSRF view vào đây để pass qua cái CSRF token và reload trang. À quên nhầm, back lại đã. Reload lại. Đây tôi điền là thiện th này. Thiện th a@gmail.com. Password 123456. 123456. Gửi lên. Thì nếu mà nó hiển thị được data như thế này thì là chúng ta đã gửi request thành công từ dưới form lên server. Thế là thành công. Thế nếu mà trong trường hợp mà chúng ta gửi dữ liệu mà nó bị lỗi thì sao? Ví dụ tôi back lại, tôi bỏ cái này đi. Và đây password là 123, đây là 123. Gửi lên. Thì user nó bị phone, bị null. Tôi không muốn tình huống này xảy ra, tôi muốn bắt ép người dùng bắt buộc phải điền cho tôi cái username hoặc email. Có nghĩa là bắt buộc phải điền đầy đủ cho tôi bằng này field, không được thiếu bất kỳ một field nào cả. Đấy, vậy tôi làm như nào? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ sử dụng cái request chính là cái này để validate cho cái form của chúng ta. Thực ra cái vấn đề về validate chúng ta có rất là nhiều cách làm, nhưng mà cách làm dễ nhất và dễ học nhất đó là cách sử dụng request. Thì chúng ta sẽ sử dụng một câu lệnh để đầu tiên để làm được cái việc đấy, chúng ta phải tạo ra một cái file request riêng để nhúng nó vào trong này. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái câu lệnh như sau để tạo ra câu lệnh riêng này, tạo ra một cái file request riêng của mình. Chúng ta sử dụng là câu lệnh là, tôi viết to lên đã, PHP artisan make request, cách tên request của chúng ta, ví dụ như ở đây register đúng không? Register request. Tên nó chính là tên file cũng là tên class, cho nên chúng ta cố gắng đặt đúng cái chuẩn của cái việc là tạo tên class. Thì ở đây tôi viết là register thì chữ R, tôi viết hoa request. Các bạn không tin viết chữ request không sao. Nhưng mà tốt nhất là viết nó vào để cho dễ phân biệt. Được chưa? Nốt cái đoạn code này vào. Sau này các bạn muốn tạo request cho cái form nào thì các bạn cứ viết lại như này là được. Và cái file request này sẽ xuất hiện ở trong cái thư mục là app này, HTTP này, request và register request. Được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành làm cái phần authorize này. Chúng ta có thể để đọc cái đoạn ở phía trên này, kiểm tra xem user có cần phải đăng nhập để thực hiện cái request này không. Thì chúng ta có thể để phone hoặc true, thì thường thường là bọn tôi hay để là true. Còn không thì tí nữa chúng ta cứ để thử đây là phone, thử xem nó có chạy không. Được chưa nhỉ?
Sau đó ở trong này nó có sẽ đã có sẵn cho chúng ta một cái hàm là hàm ru. Hàm ru. Trong cái hàm ru này nó chúng ta sẽ quy định các cái ru cho những cái field của chúng ta ở dưới form. Thì chúng ta cứ liệt kê ra đây trước những cái field mà chúng ta có, ví dụ username, email, password, confirm password, ví dụ copy username. Vứt vào đây trước đã. Đây là một cái mảng mà username này. Email này. Đây là email này. String email này. Tiếp theo là đến password và confirm password. Như này. Được chưa? Bốn cái field. Tùy nhá. Cái field nào chúng ta muốn validate thì chúng ta mới vứt vào đây, còn không thì thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tiến hành là validate, đặt set những cái luật lệ cho chúng nó. Thì chúng ta sử dụng cái mũi tên trỏ sang như này để mạng, đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành search thêm cho tôi cái từ là vào laravel.com, laravel.com doc 5.5. Cho search cho tôi cái từ validate. Ở đây nó sẽ ra ngay cái phần validation. Và kéo vào đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái phần là validation, available validation rule. Thấy không? Ở đây nó có một cái phần là available validation rule. Tức là những cái rule để validate có sẵn, đang có sẵn của Laravel cung cấp sẵn rồi, chúng ta có thể dùng thôi. Thì chúng ta kích vào đấy. Đây là những cái validate nó có sẵn. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái thường thường sử dụng nhiều, những cái như kiểu là require này, numeric này, email này, exist này, string này, unit, url, same. Đó là những cái thứ chúng ta hay dùng. Và ngoài ra nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta cứ đọc thôi. Ví dụ tôi vào cái phần email này, kích vào đấy, thì nó sẽ có là phần email viết thẳng này: the field under validation must be format an email address. Tức là khi mà các bạn đặt cái email này vào trong đấy thì cái field đấy bắt buộc phải điền dữ liệu giống như là một cái format của thằng email. Thì ở đây chúng ta sẽ copy cái này, đặt vào cho thằng email. Còn đang ở trên này chúng ta sẽ để là require. Đúng chưa? Chúng ta có thêm một cái nữa là cái max 2.value đây này. Thấy không? Thì chúng ta sẽ để vào đây là max chấm than. Nếu mà chúng ta một field mà chúng ta có nhiều ru, chúng ta viết là cái dấu gạch đứng. Sau đó là max, ví dụ tôi để max là khoảng 2.30 ký tự. Được chưa? Email thì tôi sẽ để là require luôn. Password cũng là require. Password là require. Và password không được nhiều hơn, không được ít hơn 6 ký tự. Thì tôi có là cái hàm min 2.6. Được chưa? Còn thằng CF password này thì tôi sẽ để ở đây là same 2.password. Được chưa? Bởi vì nó có thằng same đây này. Same field, xem 2.fill thì tôi sẽ thằng CF password này bắt buộc phải giống dữ liệu của thằng password. Thì tôi để như này. Được chưa? Chúng ta có thể về thực hành nhiều hơn với những cái validate nó đang có sẵn. Còn cái việc là tự custom những cái tự tạo những cái rule này chúng ta cũng tạo được, nhưng mà nó phức tạp hơn, cho nên là tôi sẽ dạy các bạn vào phía sau. Xếp xuống. Sau đó thì chúng ta tiến hành là copy lại cái namespace của thằng này. Copy lại cái namespace của nó. Sau đó vào phần web.php, đây là cái hàm nhận đúng không? Chúng ta use nó, use cái này. Sược thêm cái thằng register request, tức là tên class. Và chúng ta thay thế cái này cho cái này. Để xem có gửi hay không. Đó. Khi áp dụng vào đây rồi thì mỗi một lần cái form của chúng ta gửi, cái form register này gửi dữ liệu lên, thì
thì nó sẽ code thì cái luồng request nó sẽ chạy vào trong cái file register request này và chạy vào trong cái hàm rule này để kiểm tra xem nó có thỏa mãn điều kiện hay không. Nếu nó không thỏa mãn nó sẽ bật ngược vào cái URL của form kia và trả lại một cái error message. Hay là lúc đấy là nó tự tạo ra một cái biến là biến error. Ví dụ chúng ta có thể là đây là cao của cái biến $error như này. Được chưa? Thử cái nhá. Back lại này. Không nhá, đang là không nhá. Ui giời ơi, action is unauthorized. Thì đây, ở đây chúng ta viết là true. Đây, cho nhìn thấy gì? Có mấy lỗi? 3 lỗi. Đúng không? Có 3 lỗi. Thì đấy là cái biến ở đây, biến error sc này là biến có sẵn luôn ở trong blade view. Để nó hiển thị ra các cái lỗi của chúng ta nếu có. Được chưa? Mặc định giá trị của nó là một cái mảng. Ví dụ chúng ta thích thì chúng ta va đâm ra đây cũng được. A cộng PHP và NPP. Thì chúng ta va đâm ra đây cái biến là error. Được chưa? Không này. Thấy không? Nó sẽ là một cái mảng array size bằng bao nhiêu đấy. Và ở dưới này nó rất là nhiều. Cái array size bằng 3 trong này nó rất là nhiều. Được chưa? Đó là một cái object error back. Thì bây giờ nếu mà chúng ta mà tiến hành gửi lên mà nó bị lỗi ấy, thì nó sẽ không đi được đâu. Nó sẽ lại quay trở lại đây. Mặc dù cái đoạn này các bạn đang là dấu tròn này, xếp xuống nó thành dấu x. Thực hiện request xong nó lại về dấu tròn đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nó chạy ngay lập tức sang cái dấu x và nó lại về cái dấu tròn ngay lập tức. Thấy không? Nhưng mà chẳng qua là không đi được thôi. Và chúng ta cũng chưa hiển thị lỗi cho nên là sẽ không thấy màn hình nó thay đổi cái gì cả. Đó. Rồi, tiếp theo, bây giờ chúng ta hiển thị lỗi ra thì chúng ta có cái gì? Chúng ta sẽ có cái hàm cái a cộng if cái này là của blade view. Thì mấy nữa buổi sau chắc là buổi tới tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái blade view này. If a cộng này, nếu mà chúng ta có cái cao của thằng $error mà lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ hiển thị ở đây là một thẻ span, hiển thị ra text ở đây là text là $error trở đến first, tức là tìm đến cái lỗi đầu tiên. Một cái field nó có thể là có rất là nhiều lỗi nhưng mà tìm ra cái lỗi đầu tiên của cái field là field username. Được chưa? Làm tương tự với các cái field còn lại. Đây, copy paste xuống cho ông email, paste xuống cho ông password và paste xuống cho ông confirm password. Sửa tên nó đi là được. Đó. Xong, bây giờ chúng ta lại test. Bấm vào đây. Thấy không? Username field is required, email field required, password field required. Tôi viết vào đây là 123. Gửi lên. Các bạn sẽ nhìn thấy là password must be at least 6 character. Đúng không? Là cái giá trị của nó phải bằng này. Tôi đã quy định từ trong này rồi là ít nhất là phải bằng 6 ký tự. Đúng không? Nhưng ở đây hiện tại tôi mới điền 3 vào thì nó sẽ báo lỗi. Và thêm một cái nữa là thằng confirm password, lúc đấy tôi không điền dữ liệu mà thằng này tôi điền 123. Cho nên là nó sẽ giá trị, có hai thằng này có giá trị khác nhau thì nó sẽ hiển thị ở đây là confirm password and password must match, tức là hai thằng này phải giống nhau. Được chưa? Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần là custom lại cái message trả ra. Thì chúng ta sẽ có là phần là một cái hàm, tạo một cái hàm public function message như này. Và trong này chúng ta cũng return cái đường mới này luôn. Return username chấm require này. Xong rồi username chấm max. Thì ở trong này là tên đăng nhập phải nhiều phải tên đăng nhập vui lòng điền tên đăng nhập chứ
đây là tên đăng nhập không quá 30 ký tự. Đó, email thì sao? Email cũng require chấm vào đây, require rồi email chấm là email, thì đây là lại là vui lòng điền email. Email không đúng định dạng. Để password thì password có require và password có min. Vui lòng điền mật khẩu. Và đây là mật khẩu ít nhất. Sáu ký tự. Set password này cũng vậy, same thì nhập đúng mật khẩu. À, không khớp với mật khẩu. Đó, không khớp với mật khẩu. Xếp xuống, bây giờ chúng ta reload lại. Đây, vui lòng điền tên đăng nhập, vui lòng điền email. Ồ, thiếu cái này, thiếu xem. Đây, không khớp với mật khẩu. Đây là custom lại cái giá trị của cái phần cái message trả ra. Ngoài ra khi chúng ta muốn cái này, tí nữa về các bạn xem lại video nhé. Ngoài ra khi chúng ta muốn giữ lại giá trị mà người ta vừa điền lại, vừa điền lúc nãy, bởi vì hiện tại ở đây là khi mà các bạn điền xong này, nếu mà lỗi thì nó sẽ mất hết luôn. Nếu tôi muốn giữ lại, ví dụ ít nhất là phải giữ lại username và email này, còn password và confirm thì kệ nó, không sao cả, bởi rằng nào không nhìn được. Thì tôi sẽ phải viết thêm một cái hàm nữa vào đây cho cái phần value này, là hàm echo hàm O. Hàm O này sẽ lấy ra dữ liệu của cái phần dữ liệu cũ của cái field là username, thì chúng ta copy cái phần name của cái field chúng ta muốn để hiển thị username. Và bên này là giá trị mặc định, nếu chúng ta không điền gì cũng được, chẳng sao cả. Đó, copy cái này vứt xuống phần email. Để cho thằng email nó coi thiện th, đây là thiện th 32, sai nó cũng giữ nhá, a@gmail.com nhá, hết lỗi, được chưa? Nó giữ lại cái giá trị của những cái field mà vừa mới gửi lên, thì chúng ta sử dụng cái hàm O cộng với tên field. Đấy, đấy là toàn bộ những cái gì về request của chúng ta ngày hôm nay. Thì với request chúng ta hãy lưu ý là chúng ta có những cái kiểu dạng là request, $RQ trỏ đến tên field, này, rồi thì RQ trỏ đến input string tên field, đúng nhá, rồi RQ trỏ đến hash file, đây là tên field. Tên field là chứa file đấy. Rồi thì $RQ trỏ đến file. Đây là tên field. Rồi thì chúng ta có cái RQ trỏ đến only. Only chỉ là lấy ra những cái field nào đấy thôi, chứ không lấy hết. Rồi thì RQ trỏ đến except lấy hết ngoại trừ những cái field trong này. Viết tên vào đây. RQ trỏ đến all để lấy ra tất cả. Nó sẽ đưa vào thành dạng mạng. Đó. Và ngoài ra thì chúng ta có thêm cái phần request này để validate dữ liệu nữa. Được chưa nhỉ? Hết. Đấy là toàn bộ nội dung chúng ta học ngày hôm nay. Thế thôi, xong rồi. Về các bạn cố gắng xem lại cái video này, bởi vì phần này tôi chẳng có nói linh tinh nhiều gì cả. Chắc là nó cũng ngắn thôi.